Con đảnh lễ sư, con có một thắc mắc như sau. Đức vua trời Đế Thích ngày trước có thỉnh cầu Đức Thế Tôn là xin nhận phước của loài người hồi hướng. Mà con nghe giảng có nhớ loài người mình rất hôi thối với chư thiên nên họ hiếm lắm mới xuống cõi mình. Thưa sư, nghe hai thông tin này hơi đối nghịch nha, mong sư từ bi giảng giải thêm cho con được rõ. Xin cảm ơn sư. Sư ví dụ như vậy đi. Quý vị bị mình đau tim thì mình có cái thuốc trợ tim đúng không? Thì trong một lần mình đang ngồi trong toilet, tự nhiên lên cơn đau tim, cái mình móc viên thuốc ra, cái viên thuốc nó rớt xuống dưới sàn, cái sàn toilet á. Bình thường nó thì cái sàn nó dơ dữ lắm, hoặc là cái sàn toilet mà công cộng á nó dơ lắm. Nhưng bây giờ mình đang lên cơn đau tim, còn đúng một viên, quý vị có cầm cái viên đó quý vị uống không? Uống chứ. So với cái chuyện mình đi tiêu chảy, với cái chuyện mà mình đau tim thì hình như là cái vụ đau tim nó gấp hơn à. Tại sao vậy? Nó quý hơn. Hoặc là một cái chuyện khác, là cái này là hồi nhỏ nha, cái chuyện hồi nhỏ hồi xưa thì cái anh nói thì kỳ, cái ông anh họ của sư thì ổng được một cái món nó quý lắm, nó quý mà giống như bây giờ mình nói là một cái nhẫn vàng á, rất là quý. Thì ổng cũng ngựa ngựa ổng đem vô trong toilet rồi ổng ổng dập ổng chơi, sao nó rớt, đang đang đi nặng mà nó rớt xuống dưới, thì làm sao giờ, phải thọt tay xuống mà lấy lên chứ. Lúc đó cái dơ nó quan trọng không? Đương nhiên là cũng gớm không? Gớm, chắc chắn là gớm. Không biết ông không dám mô tả. Nhưng mà hình như là cái nhẫn vàng đó nó quan trọng hơn à, thành ra là cũng phải lấy lên thôi. Tương tự như vậy, cái mùi của loài người á, đúng là chư thiên họ gớm thiệt, nhưng mà cái phước của loài người nó nhiều lắm. Mình làm phước, cái phước nó lớn lắm. Nó phước nó lớn tới mức mà chư thiên họ có thể họ thôi ráng ráng chịu khó nhăn tí xíu mà ráng chịu khó xuống để hưởng ké cái phước đó. Cho nên là hai vấn đề này nó không hề mâu thuẫn. Thành ra đó, nếu như mình tạo phước nhiều á thì chư thiên họ sẽ hoan nghỉ với cái phước của mình và họ thấy cái phước mình đó, nó quan trọng hơn. Còn cái chuyện mà cái mùi thì họ chấp nhận được. Còn khi mình không làm phước gì hết thì chư thiên không thấy có cái gì quan trọng, thì đương nhiên lúc đó cái mùi của mình đó, nó trở nên quan trọng. Đây. Nó giống như là bây giờ hai cái toilet đi, mà một cái mà mình lỡ rơi cái nhẫn vàng xuống, một cái không có, thì đương nhiên là mình sẽ chọt tay xuống cái chỗ có cái nhẫn vàng, à mình lấy vàng lên. Chư thiên cũng thế thôi, cho nên không có mâu thuẫn ha. Rồi, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.